Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt, đáng ghét vì sao mình không phải là hệ phòng. Chạy bằng hai chân thật sự là quá chậm. Chán sống rồi sao, sang đường mà không nhìn à. Tâm Hạ, Tâm Hạ, Tâm Hạ, em có ở nhà không? Cậu bé gõ cái gì vậy? Thím à, mấy ngày nay thím có nhìn thấy cô bé sống ở đây hay không? Cô bé tóc dài ngồi xe lăn, trông rất là dịu dàng. Không phải cô ấy, đằng sau cậu hay sao? Tâm Hạ. Anh Mạc Phàm, sao anh lại tới đây? Ây, em không sao thì tốt. Sớm đã biết anh tới thì em đã làm nhiều đồ ăn hơn rồi. Em không sao thì tốt, không sao thì tốt. Lần sau đừng dọa anh như thế nữa, anh Mạc Phàm. Sao anh không gọi được cho em? Để anh giúp em mang đồ ăn vào trong phòng bếp. À, em nợ tiền, không lỡ lộp. Cảm ơn. Chút tiền này anh vẫn no được, em đừng tiết kiệm. Dạ, nhưng anh vội vàng tới đây như vậy là có chuyện gì sao? Nghe nói trường của em có một nữ sinh mất tích, vừa nãy lại không gọi được cho em, nên anh có hơi no nắng. Là Âm Vân Nhi học ở lớp bên cạnh. Hôm đó em đã gặp cô ấy ở thư viện, sau đó cô ấy đã mất tích. Lúc em rời khỏi thư viện thì ngửi thấy một mùi kỳ lạ, hình như là đến từ nhà ăn. Lúc đó cả người của em phát lạnh, giống như có thứ gì đó đang nhìn em vậy. Thế là em đã lập tức về nhà. Có phải là Âm Thanh Vân Nhi đã? Sớm biết thế này thì em yên tâm đi. Bây giờ anh đã gia nhập vào đội săn yêu thành phố, anh sẽ điều tra rõ chuyện này. Đừng quên lời anh đã nói, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Không ngờ cậu còn tới sớm hơn cả chúng tôi. Mau trả điện thoại cho tôi. Trường nữ Minh Văn. Cậu đã đi đâu vậy? Trường này có người tôi quen. Nếu tôi đã hỏi được nên tôi đã hỏi một được một chút tình hình lúc đó. Nghe nói là nhà ăn có mùi kỳ lạ. Cơ bản có thể xác định ở đó có một tên biến thái hoặc là một con yêu ma. Xem ra nhà ăn cần phải điều tra kỹ càng. Thế này đi, dựa theo kết cấu của trường, 6 người chúng ta chia nhau phụ trách nhà ăn, phòng học. Chuyện đó, tôi muốn đến nhà ăn. Cậu chắc chứ, cứ giao cho tôi. Ơi, đúng là nghe con không sợ hổ mà. Tôi quả nhiên là không nhìn nhầm người. Này, cậu cầm lấy cái này. Có chuyện gì thì cứ ấn nút, chúng tôi sẽ lập tức đến ngay. Hiểu rồi. Nhà ăn. Trong nhà ăn này thật là âm mưu, khiến người ta nổi da gà. Cứ để ba lô ở đây trước đã, quỷ mới biết nát nữa sẽ gặp phải cái gì. Ơi, ban nãy là cái gì vậy? Chấn động cứ như là bên dưới có một đội thi công vậy. Tiếng này, chuột sao? Sau bếp có mùi ôi. Nghĩa nào là mùi kỳ lạ mà Tâm Hạ đã nói. Ơi, một con chuột béo. Căn bản không thể nào lại gần. Mùi này quá buồn nôn. Ít nhất bây giờ có thể chắc chắn bên trong không phải là biến thái mà là yêu ma rồi. Phải báo tình hình cho đội trưởng. Không phải con yêu ma này sợ rồi chứ? Cũng phải, to thì đã sao? Không phải vẫn chỉ là một con chuột. Khỉ thật, còn chưa chào hỏi mà đã đánh rồi. Rõ ràng mình không hề phát ra tiếng động. Làm sao con súc sinh này phát hiện ra mình? Khỉ thật. Cái gì thế? Tần suất tấn công này cũng quá cao rồi đấy. Cùng đường rồi. Chỉ có thể dùng niêm cốt thuẫn thôi. Chắc chắn là có thể đỡ được chứ. Thủy ngự hóa giải. Đội trưởng. Phàm Mặc, cậu không sao chứ? Ơi, Phì Thạch, kéo cậu ấy về. Không thành vấn đề. Đứng cho vững. Địa ba là gì? Phàm Mặc, cậu làm không tệ. Chuyện tiếp theo cứ giao lại cho chúng tôi.
Đội trưởng, đây là yêu ma gì vậy, trông cứ như là chuột ấy. Đây là cự nhãn tinh thử, có thể đào hang rất nhanh, quanh năm sống trong đường ống nước ngầm của thành phố. Phương thức tấn công chủ yếu là phát quang từ trong mắt, thường thì ăn cơm thừa canh cặn, chưa đến bước đường cùng thì sẽ không ăn thịt người. Rõ ràng là nó đã đói quá rồi, may mà đã bị chúng ta tìm ra. Được rồi, mọi người đều đến đủ rồi, mọi người chú ý. Phải lên rồi. Đồ xúc sinh, là chuột thì phải giống chuột. Người ấy, vẫn mau chóng cút vào đường ống nước ngầm đi. Nhanh quá, còn nhanh hơn là cả u lang thú. Phong quỹ thiểm bộ. Với trình độ này mà cũng muốn làm ta bị thương. Ơi, thật là chậm. Đây chính là thực lực của ma pháp sư chuyên nghiệp hay sao? Vừa thuần phục lại vừa tự tin. Này, nhìn đi đâu vậy? Tới nếm thử tư vị của hỏa diệm của tao đi. Hỏa tư. Phản ứng nhanh thật. Trốn. Cố ích hay sao? Bạo liệt. Lợi hại quá. Không ngờ ma pháp sơ giai tam cấp lại mạnh đến vậy. Thái đường phì thạch, chặn đường nuôi của nó. Rõ. Băng man ngưng kết. Địa ba hãm lạc. Không xong rồi. Tiểu khả thủy ngự mau. Hả? Thủy. Hả? Lôi ấn. Mãng tích. Nguy hiểm quá. Làm tốt lắm Phạm Mặc. Cậu cũng được đấy. Ơi cũng được. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Hôm nay thải đường thiếu chút nữa là đã mất mạng ở đây. Cậu phụ trách an toàn, lúc nào cũng phải chú ý đến sự an toàn của đội viên. Chúng ta là một đội, cậu có hiểu hay không? Bỏ đi, con người đều có lúc sai sót. Nếu chuyện này đã được giải quyết thì chúng ta đi thôi. Hà Mặc, cảm ơn nhé. Ây, đừng khách sáo. Đội trưởng, thế này là xong rồi sao? Vậy nữ sinh mất tích kia phải làm thế nào? Chuyện tiếp theo giao cho cảnh sát giải quyết. Chúng ta chủ yếu là phụ trách trừ yêu. Văn Kiệt và Phì Thạch sẽ phối hợp với bên. Nhưng mong là nữ sinh kia vẫn còn sống. Có tàn hồn. Là của cự nhãn tinh thử, tốt quá rồi. Phà Mặc, còn ngây ra đấy làm gì, đi thôi. Tới đây. Trang viên của Mục Thị, bể bơi tư nhân. Ây, lạnh quá. Chú hả? Bố cháu bảo chú qua đó một chuyến. Vũ Nga Nga, khống chế ma pháp hệ băng ngày càng thuần phục rồi đấy. Xem ra người thắng trong trận quyết đấu chắc chắn sẽ là cháu. Quyết đấu? Ý chú là cô gái nhảy cầu đó sao? Cháu vốn không đặt cậu ta vào trong mắt. Ây, không hổ là người trẻ tuổi, rất là có khí phách. Nếu có thể đấu tới lưỡng bại câu thương, vậy thì không thể nào tuyệt hơn nữa rồi. Trang viên Mục Thị, cha thứ cho con nói thẳng, con không hiểu vì sao cha lại phải sắp xếp cho con một trận quyết đấu tẻ nhạt. Ngày quyết đấu là lễ thành nhân của con, nếu chỉ mời một vài người có tiếng thì hơi buồn tẻ, nhưng nếu tăng thêm một vài tiết mục trợ hứng, chẳng hạn như sắp xếp một trận quyết đấu với tiểu tử Phàm Mặc kia, Mặc Phàm kia, để con dùng thực lực chứng minh bản thân, từ đó thực lực của con, uy tín của con đều sẽ được mọi người công nhận. Vẫn là cha suy nghĩ sâu xa, con yên tâm đi. Lễ thành niên kết thúc, cha sẽ tặng cho con tư cách sử dụng địa thánh tuyền làm phần thưởng chiến thắng. Thật sao? Chính là nơi có thể gia tăng hiệu suất tu luyện cực nhanh. Không sai. So với tinh trần ma khí bình thường thì có hiệu suất cao hơn gấp nhiều lần. Là cơ hội tốt nhất để con trở thành pháp sư trung giai. Con nhất định là chăm chỉ tu hành,
để không phụ sự kỳ vọng của cha dành cho con. Đúng là trời cũng giúp ta, không ngờ lại có được cơ hội đến Đại Thánh Tuyền dễ dàng như vậy. Cố gắng nắm bắt cơ hội, rất nhiều ma pháp sư cả đời đều khó mà vào được Địa Thánh Tuyền một lần. Trường cấp 3 ma pháp thiên nan. Trời ạ, sao thời gian lại trôi qua nhanh vậy? Mới đó mà kỳ nghỉ hè đã kết thúc rồi. Chúng ta đã học lớp 12 rồi, nhưng ma pháp hệ phong đáng thương của em vẫn chưa đạt đến cấp 2. Phải rồi, suốt kỳ nghỉ hè em cũng không nhìn thấy anh. Anh Phạm, anh nén tu luyện ở đâu vậy? Đâu đâu có, cũng chỉ ở đội săn yêu luyện hệ lôi tới cấp 2 mà thôi. Anh Phạm, anh làm thế là không được đâu, không phải là nén quen bạn gái rồi chứ? Nói bậy bạ gì vậy? Anh Phạm, em phát hiện ra một bí mật động trời. Chuyện gì vậy? Em phát hiện gần đây, chú Mẫn lớp chúng ta thường xuyên nhìn anh rất là thật, nhìn anh xuất thần. Ây, anh xem, cô ấy ngượng rồi. Chắc cậu nghĩ nhiều rồi, không phải là phát hiện ra chuyện mình là hệ lôi rồi chứ? Em đã tìm được một nhà không tệ, Mạc Phàm. Chuyện đó, cậu có thể lại đây một lát hay không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Anh xem em nói không sai chứ? Vậy ngày mai chúng ta lại hẹn đi. Ây, được. Là thế này, tôi muốn hỏi cậu, lại, không phải là tỏ tình thật chứ? Tối nay cậu có rảnh không? Vãi, bỏ qua quá trình, đến ngay bước cuối à? Chú Mẫn, chúng ta vẫn là học sinh, bà... Khu phố cũ của bà, vào đêm thường nghe thấy tiếng chấn động ở chỗ công trường, nên tôi muốn cậu đi điều tra với tôi. Vậy à, cậu nói chuyện có thể ngừng nghỉ lâu, có thể đừng nghỉ lâu như thế được không? Xin lỗi, tôi biết lời thỉnh cầu này có hơi đột ngột, hơn nữa cậu cũng không có nghĩa vụ phải giúp tôi. Không cần xin lỗi, tôi nhất định sẽ đi. Từ chối lời thỉnh cầu của con gái không phải là hành vi mà một nam sinh nên có. Chính là nơi này, mỗi lần đến nơi này là lại bắt đầu chấn động. 20 phút sau. Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Không, đợi đã. Đây là tầm miêu phấn. Không sai. Cậu xem dấu chân này, nơi này nhất định là có yêu ma. Nếu tôi đoán không nhầm, thì đây chắc chắn là một con độc nhãn ma lang. Độc nhãn ma lang, trong Bắc Thành làm sao có thể xuất hiện loài yêu ma này? Làm thế nào đây? Hay là mời đội săn yêu thành phố tới đây? Đừng lo, chúng ta làm rõ tình hình trước rồi hãy tính. Hơn nữa, thành viên của đội săn yêu thành phố đang ở trước mặt cậu được không? Chính là công trường này rồi. Mạc Phàm, cậu xem. Mạc Phàm, nó không phải là đang ăn thịt người đấy chứ? Mạc Phạm, hình như con độc nhãn ma lang kia đang ăn thịt người. Bà tôi sống ở gần đây quá nguy hiểm rồi. Lạ thật, con độc nhãn ma lang này còn to hơn ở trong sách đã nói. Chú Mẫn, cậu tới nơi an toàn trước rồi liên lạc với đội săn yêu thành phố. Tôi đã liên lạc rồi. Từ vừa lẫy, sao vậy? Cậu có thể đừng nhanh như vậy được không? Cuộc huấn luyện cự nhãn tinh thử dường như là mới vừa qua hôm qua. Thật sự là không ngờ. Cậu có biết? Cậu nói không biết vì sao bị tấn công à? Đúng vậy, rõ ràng tôi đang nấp dưới cửa sổ ấn nút báo động, không phát hiện ra tiếng. Đáng ra không bị phát hiện mới đúng. Ây, cậu quả là gà mờ. Yêu ma đều có thể cảm nhận được tín hiệu điện tử, thế nên nếu phải liên lạc thì nhất định là phải chạy thật xa mới được. Ngoài 100m là an toàn. Mạc Phàm, cậu đừng vì hôm nay đã cứu thải đường mà đắc ý. Đường còn dài lắm. Dạ. Mạc Phàm, ơi, đừng quay đầu, mau chạy đi. Hả? Vì sao phải chạy? Tôi gửi tin nhắn, chắc là không bị phát hiện đấy chứ. Là tín hiệu điện tử, bỏ đi, điều này không quan trọng. Chu Mẫn, đưa bà cậu tới nơi an toàn, tôi sẽ giữ chân nó. Cậu làm thế nào để giữ chân nó? Đừng lo, tôi tự có cách. Vậy cậu cẩn thận. Ơi, sói ngu, nhìn đi đâu vậy? Đối thủ của mày ở đây này.
Hỏa tư phân cốt. Ma pháp cấp 2 quả nhiên là không được. Tay của yêu ma này dài như vậy, cận chiến chịu thiệt nhất định là mình. Phải tránh xa trước rồi hãy nói. Này ta ở đây, ngay đến một người sống lớn như ta cũng không nhìn thấy. Con mắt chó duy nhất này của ngươi không phải là để trang trí đấy chứ? Ai đúng là một con chó ngu. Ma cụ Liêm Cốt Thuẫn. Liêm Cốt Thuẫn thù. Khỉ thật, đầu con súc sinh này làm bằng sắt hay sao? Đập như vậy mà vẫn bò dậy được. Ơi, thứ này, còn bị kẹt nữa. Đừng chơi mình như thế chứ. Ơi gì nhỉ, ban nãy chỉ là đùa thôi. Đó chỉ là để gãi ngứa mà thôi, thật đấy. Băng màn, ngưng kết. Thải đường, Mạc Phàm. Cậu đang làm gì ở đây? Ơi, được cứu rồi. Hẹn hò, cô tới thật là đúng lúc. Đồ khốn, cậu mau cút đi. Nơi này do đội săn yêu xử lý. Dạ dạ dạ. Tốt quá rồi, là xe của đội săn yêu. Mạc Phàm, cậu nhất định là phải cố gắng lên. Đã báo cho Mạc Phàm Mạc hay chưa? Không có hệ lôi, chúng ta khó mà chế ngự được con độc nhãn ma lang này. Chị còn đợi cái gì? Loại yêu ma này cứ giao cho tôi giải quyết nào được. Vẫn phải cẩn thận thì hơn. Đợi người của đội chúng ta tới đủ rồi hãy hành động. Được rồi, phải rồi. Tên nhóc ban nãy là ai? Hắn là, chính là tên đã công khai khiêu khích chú Trác Vân. Người muốn quyết đấu với tôi chính là hắn. Tôi còn tưởng là nhân vật lợi hại nào cơ. Chú Mẫn, bà cậu không sao thì tốt. Mạc Phàm, hai người không sao thì tôi yên tâm rồi. Tôi phải quay lại đó một chuyến. Còn đi sao, không phải đội săn yêu đến rồi sao? Giao cho họ xử lý là được rồi. Yên tâm đi. Tôi chỉ đi nhặt cái điện thoại đánh rơi ở đó mà thôi. Đội trưởng độc nhãn ma lang sắp thoát khỏi ngưng kết rồi. Nếu tôi dùng hỏa tư thì chưa chắc đã có thể giết chết được nó ngay. Nhưng ngưng kết của cô chắc chắn là sẽ bị tan chảy. Nơi này quá gần khu dân cư, nếu chọc giận nó thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Nếu Phàm Mặc ở đây thì tốt rồi. Hình như tôi nghe thấy có người khen tôi đẹp trai. Phàm Mặc, cuối cùng thì cậu cũng đến. Xin lỗi xin lỗi, chỗ ở cách nơi này hơi xa. Vũ Ngừng mau phóng thêm một tầng băng màn. Không đúng, nó đang nhắc mình thăng cấp. Thăng cấp? Nghe nào nó đã uống thánh địa thánh tuyền. Nếu nó thăng cấp thành công thì không chỉ chúng ta mà cả khu dân cư này cũng sẽ bị san thành bình địa. Tiểu Khả, mau chóng gọi chi viện. Đã phản hồi với liên minh rồi. Đội trưởng không được, ngưng kết sắp tan chảy rồi. Hết cách rồi, chỉ có thể đối đầu với nó thôi. Hỏa tư bạo liệt. Tốt quá rồi, có hiệu quả rồi. Không, không đúng. Đội trưởng cẩn thận. Thủy ngữ thủ hộ. Đội trưởng. Đội trưởng, ơi tuyệt, tuyệt đối không thể nào để con súc sinh này chạy ra đường. Tôi biết rồi, đội trưởng đừng nói nữa. Tôi giúp anh cầm máu trước. Văn Kiệt, mau gọi cứu viện. Được. Hỏa tư bạo liệt vô hiệu, thủy ngự cũng bị phá vỡ trong nháy mắt. Chúng ta vốn không phải đối thủ của nó. Tiểu Khả, đừng đứng ngay ra đó. Địa ba hãm lạc. Ở đường não dung thụ, phát hiện một con độc nhãn ma lang thăng cấp, mau chóng chi viện. Lôi ấn. Cuồng sách. Làm tốt lắm. Tiểu tử này, lôi ấn cấp 2 cũng vận dụng thành thạo đến vậy, đúng là đã xem thường cậu ta. Tuyệt quá, con súc sinh này không thể nào thăng cấp nữa rồi. Phàm Mặc, làm tốt lắm. Đừng vui mừng quá sớm, hiệu quả của lôi ấn không thể nào duy trì mãi được. Một khi độc nhãn ma lang thích ứng với điện kích, thì nó sẽ tiếp tục hoàn thành thăng cấp.
Xong rồi, nó hoàn toàn thăng cấp rồi. Đáng ghét, lần này nô ấn cũng không ngăn được nó rồi. Tuyệt đối không thể để con súc sinh này làm hại dân chúng. Đội trưởng, trước khi nó thăng cấp chúng ta còn chẳng đánh lại, chứ đừng nói nào bây giờ. Đúng vậy, chúng ta rút trước đã, lát nữa chi viện sẽ tới ngay. Giác ngộ của hai người còn không bằng Phàm Mặc mới tới không đâu. Hai người ngẩng đầu nhìn lên thành phố này đi, nghĩ đến những người dân kia. Bọn họ làm gì có khả năng tự bảo vệ? Hai người quên ý nghĩa tồn tại của đội săn yêu thành phố rồi sao? Bạo Lang. Hả? Tác Hà là cậu sao? Tốt quá rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết con súc sinh này. Súc sinh, xuống địa ngục đi. Gió to quá, sắp không mở được mắt rồi. Phong bàn, Long Quyển. Ơi, không thích cảm giác ở trên trời hay sao? Thật hết cách với người. Vậy thì xuống đi. Chết rồi. Tôi có thể qua đó xem thử hay không? Cứ tự nhiên. Hóa ra đây mới là thực lực thật sự của ma pháp sư trung giai. Ngay cả yêu ma thăng cấp cũng có thể giết trong nháy mắt. Lôi ấn ban nãy là của cậu giải phóng phải không? Là tôi. Cậu làm không tôi. Sau hiệp hội ma pháp sẽ trao thưởng cho cậu. Dương tiên sinh, pháp sư hệ trị liệu đã tới rồi. Trước khi lên xe, đội trưởng muốn nói với anh vài lời. Lại là tàn hồn. Không đúng, đây là tinh hồn. Thương thế của anh ấy thế nào rồi? Dương tiên sinh yên tâm. Vết thương được xử lý kịp thời, bệnh nhân nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tác Hà, tôi nằm ở Bắc Thành đã nhiều năm, trước giờ tỷ lệ yêu ma xuất hiện chưa từng bất thường thế này. Tác Hà, Bắc Thành không bình thường. Tôi biết, hiệp hội đã cho điều tra, anh yên tâm dưỡng thương đi, đưa anh ấy tới bệnh viện. Dương tiên sinh, tôi thấy vẫn nên cảnh báo mọi người đi, loại yêu ma như là độc nhãn ma lang xuất hiện ở thành phố quá là kỳ lạ. Không lâu trước đây mới cảnh báo một lần. Hai lần cảnh báo cách nhau quá gần, sợ là sẽ làm mọi người hoảng sợ. Hơn nữa chúng ta đã phái thêm nhiều người đi điều tra chuyện này rồi, mọi người yên tâm đi. Nhưng gặp phải tình huống bất ngờ này, vẫn cần phải đội đi săn vất vả một phen. Chúng tôi tất nhiên là sẽ cố gắng hết sức, chỉ là đội trưởng. Tôi sẽ sắp xếp một đội trưởng tạm thời cho mọi người. Mà nghĩ lại, tiểu đội các người từ lúc nào tuyển thêm một pháp sư hệ lôi vậy? Phàm Mặc, cậu sắp thăng tiến rồi. Tuyển được trong buổi tuyển dụng. Buổi tuyển dụng? Ơi, lần đầu tiên nghe nói pháp sư hệ lôi cũng cần phải tới buổi tuyển dụng. Ơi, vậy nên tôi mới nói là đội trưởng lợi hại. Cái gì vậy? Ơi, không phải là hệ lôi thôi sao? Ký túc xá. Chu Mẫn, cậu ngồi đây làm gì? Mạc Phàm. Tốt quá rồi, tôi còn tưởng cậu. Tôi đâu có khóc. Cậu đừng khóc nữa. Tôi đâu có khóc. Nói chung, cảm ơn cậu đã cứu bà tôi. Đây nè. Phá kén trùng sinh. Thoạt nhìn còn tưởng là ngọc chứ. Đúng là con nương này đã thay đổi rồi. Ta có thể cảm nhận được, có một nguồn năng lượng trước giờ chưa từng có tiến vào cơ thể, chảy trong huyết mạch. Nếu nói năng lượng trước khi thoát xác khiến người ta cảm thấy giống như là được ngâm trong suối nước nóng, vậy thì sau khi thoát xác giống như là được bao trong kén tầm. Không phải là cảm giác trói buộc mà là cảm giác yên bình và an tâm giống như là lúc mới sinh được nằm trong vòng tay của mẹ. Những cảm giác mệt mỏi mau chóng biến mất mà tinh thần cũng được tầm bổ. Giống như có thể tăng tu vi mà không cần minh tu. Có thật không vậy? Ma khí tinh trần ninh cấp mạnh hơn so với ma khí tinh trần phàm cấp. Ma khí tinh trần phàm cấp có thể giúp cho ma pháp tăng 40% thời gian tu luyện mỗi ngày. Đồng thời một số ma khí tinh thần ninh cấp
còn có thể thăng cấp tu vi của ma pháp sư mà không cần phải minh tu. Thật sự đã trở thành ninh cấp rồi. Tốt quá rồi. Thế này thì trước khi tốt nghiệp, hai hệ hỏa lôi đều có thể tăng lên tam cấp sơ giai. Nếu cố gắng hơn, thì chưa biết chừng còn có thể vươn lên hàng pháp sư trung giai nữa. Ây, Doanh Não quả nhiên là không lừa mình, mày đúng là một bảo bối. Tâm Hạ, sao muộn thế này rồi còn gửi tin nhắn cho mình? Tâm Hạ, em đã thức tỉnh hệ trị liệu, sau này anh mặc phàm bị thương thì em có thể trị cho anh rồi. Hệ trị liệu, đó không phải là bạch ma pháp hay sao? Mọi người ở sơ giai vốn đều là ma pháp sư hệ nguyên tố, sao em lại thức tỉnh bạch ma pháp? Thầy nói cũng chưa chắc là đã thế. Hơn nữa, em còn nghe nói có thể thông qua một số nguyên liệu đặc biệt để thức tỉnh ma pháp đặc biệt nữa. Thức tỉnh ma pháp đặc biệt? Ơi Tâm Hạ, yêu em chết đi được, em đã giúp anh giải quyết một phiền phức lớn. Chỉ cần có dược liệu, có được nguyên liệu đặc biệt thì mình có thể thức tỉnh ám hệ trong lần thức tỉnh trung giai thứ hai rồi. Tốt quá rồi. Mạc Phàm, cậu có ngủ không đấy? Nửa đêm còn la hét cái gì? Xin lỗi nhé. Trường cấp 3 ma pháp thiên nan. Anh Phàm, anh xem bước này, nếu làm thật có phải là... Ây ô, đây không phải là bạn Mạc Phàm, hạng nhất toàn trường hay sao? Tiếc thật, cậu cũng chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa rồi. Đừng có mà kiếm chuyện. Ây, tôi sợ quá đi mất. Chạy đây. Anh Phàm, em nghe nói mục thị rất coi trọng lễ thành nhân lần này. Mấy gia tộc này đều thích thiết tiệc đãi khách, phô trương thanh thế. Rõ ràng mục gia muốn dùng anh làm bàn đạp để tăng uy phong cho họ. Quả là bất công. Mạc Phàm, hiệu trưởng Chu bảo em đến phòng hiệu trưởng một chuyến. Ây, em chào thầy. Dạ, em đi ngay đây. Mời vào. Mạc Phàm, nào ngồi đi, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là Đặng Khải, đại trưởng não của Liên minh Thợ Săn Bắc Thành. Chào ngài. Chào cậu. Lần này chúng tôi gọi cậu tới đây là vì có việc quan trọng muốn nói với cậu. Chuyện là thế này, cứ cách một khoảng thời gian, chúng tôi đều sẽ chọn ra một học sinh ưu tú của trường cấp 3 ma pháp Thiên Nang để cọ sát với đệ tử thế gia. Chúng tôi vốn gửi gắm mọi hy vọng vào Hứa Chiêu Đình, nhưng hành động lỗ mãng của cậu đã đẩy cậu lên trước đầu sóng ngọn gió. Dù hai năm nay cậu rất nỗ lực, nhưng ông trời có lúc bất công, có một số người thường có điều kiện tốt hơn. Cậu phát hiện, cậu phát tiết hết cơn giận của mình, có lẽ sẽ được thoải mái nhất thời. Nhưng khi còn chưa đủ thực lực thì nhẫn nhịn chưa chắc đã là chuyện xấu. Lúc đó tôi quả là có hơi lông lổi. Được rồi, hôm nay gọi cậu tới đây, tất nhiên không phải là để răn dạy cậu. Chúng tôi mong cậu có thể thắng trận quyết chiến lần này. Vì người thắng có thể giành được cơ hội duy nhất để đến Địa Thánh Tuyền tu luyện. Địa Thánh Tuyền? Thật vậy sao? Xem ra cậu cũng biết chỗ quý của nó, là một trong những tài nguyên chân quý của Bắc Thành. Địa Thánh Tuyền chuyên cung cấp cho học sinh lên đại học ma pháp. Tiếc là Địa Thánh Tuyền là tài nguyên vô cùng hiếm, mỗi lần chúng tôi cũng chỉ có thể mở cho một học sinh. Học sinh này không chỉ được chọn từ trường học, mà các đệ tử thế gia, gia tộc ma pháp đều có tư cách tham gia tranh đấu. Đã rất nhiều năm chúng ta không giành được tư cách đến Địa Thánh Tuyền, mà hầu như đều đã bị đệ tử của gia tộc lũng loạn. Cũng chẳng lạ, gia tộc thế gia có thể tập trung tài nguyên vào người xuất sắc nhất. Đây không phải là điều mà trường học có thể làm được. Nói với cậu nhiều như vậy, cũng không phải là vì muốn thêm gánh nặng cho cậu. Nếu đã có cơ hội này vậy thì cứ thử xem. Dù sao, đợi cậu thi vào đại học ma pháp, thì các đại tộc thế gia cũng chưa chắc đã có thể can thiệp. Cảm ơn đã quan tâm, tôi nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Chúc mừng các học sinh thi đỗ tốt nghiệp, ngày cuối cùng cũng sắp tới rồi. Mạc Phàm, bố sao bố lại tới đây? Bố nghe nói
trường cho các con nghỉ học, nên tiện đường đến đây đón con. Bố, bố không cần phải vất vả vậy đâu. Không phải con gửi tiền cho bố rồi sao? Số tiền đó con cứ giữ nấy, mà pháp sư còn nhiều chỗ phải dùng đến tiền. Không phải là có cái gì tinh trần ma khí đã đẩy nhanh tốc độ tu luyện hay sao? Để bố xem có thể góp tiền mua cho con một cái hay không. Cho dù là ma pháp thay thế khoa học, thì bố vẫn là ông bố đơn thuần, thẳng thắn kia. Ngươi ra đấy làm gì, mau lên xe đi. À dạ, bố, trường học sẽ cung cấp tinh trần ma khí cho chúng con, bố không cần phải lo đâu. Gần đây con săn yêu kiếm tiền được không ít, bố cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Bố vẫn còn khỏe mạnh, số tiền này con cứ giữ lấy, không cần mua tinh trần ma khí. Không phải là con có thể mua ma cụ hay sao? Bố nghe nói cái đó lợi hại lắm. Đây, ma cụ con cũng có rồi. Ừm, phải, xem trí nhớ của bố này. Chảm không cho con phải không? Lúc đưa hàng, bố đã nghe một thợ săn ở trạm dịch kể lại. Bố, 2 ngày nữa con sẽ đến mục thị trang viên, quyết đấu với một người tên là Vũ Ngưng. Bố biết rồi. Bố đã nhờ mấy người ở mục thị khuyên Vũ Ngưng nương tay rồi. Có thể tham gia lễ thành nhân của Vũ Ngưng và thể hiện khả năng trước mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng của Bắc Thành như vậy, dù thắng hay thua thì đối với con cũng là chuyện tốt. Bố, con có thể thắng. Thằng nhóc này, đừng bướng bỉnh, con có thể có được thành tích hiện giờ là bố đã rất mãn nguyện rồi. Ây à, có gì từ từ nói, chứ đừng có mà vò tóc con. Vì sao cả bố cũng nghĩ rằng mình đi để góp vui? Đều là do lão hồ ni Mục Trắc Vân kia, đến lúc đó thù mới nợ cũ, mình sẽ tính hết một lượt. Trang viên của mục thị, vốn dĩ lễ thành niên này là dành cho con, nhưng vũ đài của con đã vượt ra khỏi Bắc Thành, lại có thêm 2 người nữa. Ban này vẫn chưa xếp hàng ngay ngắn, thế nên mới nhường cơ hội này cho Vũ Ngưng, cũng để nó trung thành hơn với mục gia chúng ta. Bố, cần gì phải làm khó cậu ta? Tên nhóc đó dám làm bố mất mặt trước mặt mọi người, không phải nó tự cho mình là thanh cao hay sao? Bố cho nó một cơ hội. Vậy bảo Vũ Ngưng có chừng mực thôi. Yên tâm, bố tự biết chừng mực, bố sẽ khiến cho đời này kiếp này tên nhóc đó không thể nào ngẩng đầu ở Bắc Thành. Ngày mai là quyết đấu rồi. Tôi đã hỏi Tâm Hạ, cô ấy nói là cậu đang ở đây. Mục Linh Tuyết, muộn vậy rồi mà còn đến tìm tôi, lần này tôi không dẫn cô chạy được rồi. Đại tiểu thư, không ngờ sau bao nhiêu năm chúng ta lại gặp nhau ở đây. Sao cô lại trốn ở đây, mọi người đều đang tìm cô đấy. Tôi không muốn ở lại ngôi nhà đó nữa, Mạc Phàm, chúng ta trốn đi. Ngồi xuống nói đi, tôi đã chu đáo chuẩn bị cả giấy báo cho cô rồi đấy. Ngày mai cậu đừng đi, Vũ Ngưng sẽ không nương tay với cậu. Hắn luôn nghe lời của bố tôi, tuyệt đối sẽ không nương tay. Bố cô đúng là đã nuôi được một con chó ngoan. Sai cắn ai thì hắn sẽ cắn người đó. Hắn rất kỳ lạ, tôi cũng không thích hắn. Vậy ngày mai tôi vừa khéo có thể giúp cô dạy dỗ hắn. Cậu nghe không hiểu hay sao? Tôi bảo ngày mai cậu đừng đi. Phải rồi, đại tiểu thư, cô đã đến ma pháp sư trung giai rồi sao? Tôi đang nói nghiêm túc với cậu đấy, ngày mai cậu đừng đi. Trốn được kiếp này, đợi tôi từ đế đô quay về, từ từ nắm được quyền lực gia tộc, đến lúc đó không ai có thể làm gì cậu nữa. Vậy là cô muốn bao nuôi tôi hay sao? Tôi, nhưng tôi vẫn muốn đi. Cậu, mặc kệ cậu. Ây ơi, ây, đúng là tính khí đại tiểu thư. Tiểu hầu, anh Phàm, nghe nói tiểu công chúa đã đến tìm anh, thế nào cô ấy đã nói gì? Tin tức của cậu cũng nhanh thật. Cô ấy vẫn rất sùng bái tôi, bảo tôi ngày mai hành hạ Vũ Ngưng. Cho xin nói tiếng người đi. Được rồi, cô ấy bảo tôi chạy để khỏi bị đánh chết. Em cũng khuyên anh chạy. Anh Phàm, tên Vũ Ngưng này ta nhẫn lắm. Tiểu hầu, bây giờ có một cơ hội đặt ngay trước mặt của cậu, một cơ hội có thể chứng minh thực lực của bản thân trước mặt mọi người ở Bắc Thành. Cậu sẽ từ bỏ hay sao?